Chào mừng các con học sinh đến với môn tin học lớp 3. Hôm nay cô cùng các con chuyển sang một chương học mới với chủ đề 4, thiết kế bài trình chiếu. Bài 1, làm quen với phần mềm trình chiếu. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay. Mục tiêu thứ nhất, tạo được một trang trình chiếu mới, xóa các trang trình chiếu đã có. Thứ hai, soạn được nội dung đơn giản vào trang trình chiếu. Thứ ba, lưu được bài trình chiếu đã soạn vào thư mục máy tính. Bây giờ cô mời các con cùng cô mở sách giáo khoa. Trang 92. Chúng ta đi vào phần thứ nhất của hoạt động cơ bản. Giới thiệu phần mềm PowerPoint. Các con quan sát ở trên màn hình nền và tìm ra đâu là biểu tượng của chương trình PowerPoint. Khi chúng ta đã tìm được biểu tượng của chương trình, để khởi động phần mềm lên, chúng ta thao tác tương tự như các cái phần mềm khác bằng cách là nháy đúp chuột trái vào biểu tượng trên màn hình nền. Và cửa sổ được xuất hiện. Chúng ta làm quen với giao diện của phần mềm PowerPoint. Vùng thứ nhất được gọi là bảng chọn. Thứ hai, trang trình chiếu được thu nhỏ. Và thứ ba là vùng soạn thảo. Nói đến soạn thảo thì chúng ta nhớ lại ở chương học trước, chúng ta được làm quen và soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word. Vậy, bây giờ chúng ta so sánh xem vùng soạn thảo của Microsoft Word và vùng soạn thảo của Microsoft PowerPoint có gì giống và khác nhau nhé. Hình thứ nhất là vùng soạn thảo của Microsoft Word. Hình thứ hai là vùng soạn thảo của Microsoft PowerPoint. Và trên hai cửa sổ này có gì giống nhau? Chúng đều có bảng chọn và điểm giống nữa là đều có vùng soạn thảo. Nhưng điểm khác ở vùng soạn thảo của PowerPoint so với Word là nó có một cái trang soạn thảo được thu nhỏ. Và trong vùng soạn thảo của PowerPoint thì lại được gì phân ra từng khu vực khác nhau. Chúng ta quan sát vùng soạn thảo của trang trình chiếu. Nó có vùng soạn tiêu đề và vùng soạn nội dung. Và để soạn thảo thì chúng ta sẽ nháy chuột vào vị trí soạn thảo và bắt đầu thao tác. Chúng ta sẽ soạn tiêu đề, nội dung vào trang trình chiếu. Nháy chuột vào vị trí cần soạn thảo. Soạn trang trình chiếu. Vùng soạn thảo chúng ta ghi là bài trình chiếu gồm nhiều trang. Mỗi trang gồm hai phần chính. Phần tiêu đề và phần nội dung. Phần tiêu đề và phần nội dung. Em có thể chèn hình ảnh, đoạn phim vào trang trình chiếu.
Như vậy là chúng ta đã soạn thảo xong nội dung và trang trình chiếu thứ nhất. Và khi soạn thảo, bây giờ để có thêm được các trang mới, chúng ta sẽ thao tác như thế nào? Hoặc là khi chúng ta có nhiều trang mà muốn xóa bớt một trang nào đó thì chúng ta sẽ thao tác như thế nào nhé? Con sẽ quan sát sang phần thứ ba. Thêm mới một trang trình chiếu. Trên cửa sổ, chúng ta vào thẻ lệnh Home và nhấn vào nút lệnh New Slide. Và chúng ta thêm được một trang mới. Trang trình chiếu mới được tạo. Các con quan sát thao tác. Vào thẻ lệnh Home, chọn nút New Slide và trang thứ hai đã được tạo. Còn việc xóa bớt trang trình chiếu thì thao tác như thế nào? Ở đây chúng ta đang có hai trang, thực hiện xóa trang thứ hai bằng cách nhấn chuột phải tại trang cần xóa, sau đó chọn nút lệnh Delete Slide và trang thứ hai được xóa. Các con quan sát thao tác. Chuột phải tại trang thứ hai, chọn Delete Slide và trang thứ hai đã được xóa. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thực hành. Các con mở sách giáo khoa trang 94. Soạn thảo bài trình chiếu có chủ đề cây và hoa theo hướng dẫn. Trang 1. Phần tiêu đề thân cây và rễ cây. Phần nội dung em tóm tắt kiến thức về thân cây và rễ cây từ sách Tự nhiên và Xã hội 3, lưu ý là không quá 5 dòng. Trang 2. Tiêu đề là lá cây và hoa quả. Nội dung em tóm tắt kiến thức về lá, cây, quả và hoa từ sách Tự nhiên và Xã hội 3, cũng không quá 5 dòng. Sau đó, lưu bài trình chiếu vào thư mục máy tính có tên cây và hoa. Chúng ta cùng quan sát câu thao tác mẫu. Kích chuột vào vị trí bắt đầu soạn thảo. Nhập chủ đề là cây và hoa. Tên tác giả. Ví dụ ở đây là bạn Nguyễn Tiến Thành là người thực hiện, đúng không? Nguyễn Tiến Thành, lớp 3A. Chúng ta thêm mới một slide. Tiêu đề là thân cây và rễ cây. Phần thứ nhất, thân cây. Các cây thường có thân mọc đứng. Một số cây có thân leo, thân bò. Có loại cây thân gỗ như là nhãn,
Xoài. Vân vân. Chúng ta sang phần rễ cây. Có hai loại rễ chính. Rễ cọc như cây đậu, cây rau cải, vân vân. Chúng ta có thể thêm một số thông tin nhé. Chúng ta chuyển sang một slide mới với tiêu đề lá cây và hoa quả. Phần thứ nhất, lá cây. Lá cây thường có màu xanh lục. Một số ít có màu đỏ hoặc màu vàng. Thứ hai, hoa. Hoa là cơ quan sinh sản của cây. Các loài hoa thường khác nhau về hình dạng, màu sắc và mùi hương. Phần quả. Có nhiều loại quả, chúng khác nhau về hình dạng, kích thước, màu sắc và mùi vị. Đó là một số nội dung cơ bản chúng ta soạn vào các trang trình chiếu. Như vậy là chúng ta đã có đầy đủ các nội dung với tiêu đề là thân cây và rễ cây, lá cây và hoa quả. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lưu bài của mình vào nhé. Để lưu bài, chúng ta thực hiện tương tự như các phần mềm đã học. Nhấn vào thẻ lệnh màu xanh hoặc là nút lệnh File để bắt đầu thao tác. Thẻ lệnh màu xanh hoặc là vào menu File, chọn Save, chọn thư mục cần lưu, đặt tên bài, sau đó nhấn vào nút Save để lưu lại. Vừa rồi
và những cái thao tác mẫu. Và cái bài tập mẫu cô đã chuẩn bị ở đây, cô tin rằng các con sẽ dễ dàng hoàn thành nội dung bài tập của mình, đúng không nào? Trong nội dung bài học ngày hôm nay, các con cần ghi nhớ những nội dung như sau. Thứ nhất, một bài trình chiếu có thể có nhiều trang. Thứ hai, gõ các câu tiếng Việt, soạn nội dung vào trang trình chiếu PowerPoint, thực hiện tương tự như khi soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word. Thứ ba, nhấn tổ hợp phím Ctrl+N để tạo trang trình chiếu mới. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S để lưu bài trình chiếu vào thư mục máy tính. Ở nhà, các con xem lại nội dung bài học và hoàn thiện bài thực hành. Làm bài tập cô giao, nộp đúng thời hạn theo yêu cầu, theo đường link cô đã gửi ở lớp. Cảm ơn các con đã lắng nghe và theo dõi bài học. Chúc các con luôn luôn chăm ngoan học giỏi và hoàn thiện tốt bài tập của mình. Tạm biệt các con.